Má phải làm phẫu thuật, còn phải tới bệnh viện Hoàng Đại Tiên. Sao hôm nay có nhiều người gọi vậy? Má của em vô bệnh viện. Bà không sao chứ? Chắc không sao đâu. Lão đại. Người có nhóc khôn đeo vai ta trắng. Tụi bay cũng vậy nha. Đừng có chém làm người của mình đó. Lấy đồ ngay đi. Lão đại, đám thằng nhóc khôn không thấy thằng nào hết. Hẹn với đám đông kinh ở bên công trường đối diện Hồng Hưng. Mình chỉ cần đập vài thằng, chém vài thằng thì đủ rồi. Quê, cái đám nhóc khôn tới kìa. Tất cả đều là Hồng Hưng, nhóc khôn không chó đẻ vậy đâu.
chết rồi mày. Có tin tao đập bể cái đầu của mày hay không? Đại ca, tiền ở tối này anh để đi, đừng có ổn mày. Còn ổn hả? Không được nhúng nhích. Sao? Đám gái sao? Đám gái tàn xẻo lên đây tụng kinh. Bây giờ con nào cũng giống như bà bóng vậy. Lấy 90 con về đây cho tao. Dạ biết đại ca. Cất đi. Dạ. Hey, chết mày. Muốn làm gì đây? Muốn làm gì đây? Muốn làm gì đây? Đứng dậy. Đỡ nó lên. Đứng dậy. Thật khốn nạn. Mày có biết tao là ai không? Tao chính là Sa Mảnh Đông Tinh. Mày có biết người này là ai không? Là anh ruột của tao đó. Hả? Giỏi. Trận lần này công trường mày đã chạy thoát, may cho mày đó. Bây giờ mày lột vào tay của tao. Mày cầu trời khấn Phật đi. Có gan chạy tay đôi đi. Thằng khốn nạn. Mày dám đánh tao hả? Cho mày chết à. Thằng khốn nạn. Dành miệng của nó ra. Chết đi. Chết đi. Đồ khốn nạn. Chết đi. Treo nó lên. Mày có gan giết chết anh của tao hả? Mình là dân ma cô mà. Mày cũng hiểu rõ chứ. Được. Ta không để cho mày chết dễ dàng vậy đâu. Tối nay tao sẽ chơi với mày. Đưa đi. Có biết cái gì đây không? Đây là kỳ binh Hồng Kông. Chút nữa tao trùm đầu của mày lại, cho nó cắn nát mặt mày, cho mát mày không nhìn ra mày luôn. Mày ngon mà. Chết đi. Dạ. Dạ. Đại ca. Cái gì? Cấp trên là Đại Kiếm Anh. Alo, Trần Hậu Nam hả? Được. Quyết định vậy nha. Nên nói cho tao. Đập ghế tay chân của nó. Đập ghế hết. Tránh ra, để tao. Ôm chân của nó. Tao đập chục ghế chân mày đó.